Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ làm một món rất là quen thuộc, đó là món chè trôi nước. Món chè này thì được rất là nhiều người yêu thích. Và mùa này là mùa thu, đi đâu cũng thấy bí đỏ hết, cho nên mình sẽ cho thêm một ít bí đỏ vào trong món chè để tạo nên một cái màu vàng rất là hấp dẫn và xinh xinh như thế này. Cách làm món chè trôi nước bí đỏ cũng rất là đơn giản và dễ làm. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món chè này nha. Để làm chè trôi nước bí đỏ thì không thể không có bí đỏ. Thì bí đỏ Mai Khôi đã gọt vỏ, lấy hột bỏ đi, rửa sạch và cắt thành từng lát như thế này. Thì mình có ở đây là 315 g. Giờ mình sẽ đi làm chín bí đỏ này. Các bạn có thể đem đi hấp hoặc là cho vào trong lò vi sóng. Thì cái này tùy ý ha. Ở đây thì Mai Khôi sẽ cho vào trong lò vi sóng để cho nó nhanh gọn á. Thì đây bí đỏ mình đã làm chín mềm rồi. Thì mình sẽ tán cho nó nhuyễn ra. Mình nêm vào đây là 1 phần 3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê dầu ăn. Mấy khối sẽ trộn đều lên. Nguyên liệu tiếp theo mình có ở đây là 320 g bột nếp. Mấy khối sẽ cho vào trong cái tô bí đỏ này rồi mình trộn đều. Mình cho tiếp vào đây là 115 ml nước. Cái lượng nước này thì các bạn có thể cho từ từ vào nha. Tại vì nó cũng phụ thuộc vào cái bí đỏ các bạn khi mà làm chín á, thì nó có ra nước nhiều hay không nữa. Rồi bây giờ Mai Khôi sẽ nhồi cái bột này cho nó thành một khối kết dính lại với nhau. Và đây là bột Mai Khôi đã nhồi xong rồi nè. Nó không có bị nhão mà cũng không có bị khô. Rồi mình sẽ bọc kín cái khối bột này để đây cho bột nó nghỉ. Và trong lúc đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi làm phần nhân bánh. Mấy khôi có ở đây là 100 g đậu xanh cà vỏ. Mình đã vo rửa sạch và ngâm cho đậu nó nở mềm. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong nồi để nấu ha. Cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối và 250 ml nước. Bây giờ mình sẽ nấu cho đậu xanh này nó chín mềm. Khi thấy nước trong nồi đã cạn thì mình sẽ mở nắp nồi ra để mà kiểm tra. Đậu mà chín mềm rồi thì mình tắt bếp, còn nếu nó còn cứng thì các bạn có thể cho thêm chút nước vào mình nấu thêm. Đây đậu chín rồi, Mai Khôi sẽ tắt bếp nha và nêm vào đây là 1 muỗng canh đường. Thì cái lượng đường này mình có thể tăng hoặc là giảm tùy theo cái khẩu vị ăn ngọt của gia đình. Rồi Mai Khôi sẽ trộn đều lên. Các bạn có thể dùng cái vá này mình tán cho đậu xanh nó nhuyễn ra, hoặc là mình dùng máy xay mình xay cho nó nhuyễn mịn luôn. Thì cái này cũng tùy theo sở thích ăn cái phần nhân đậu của mỗi gia đình nữa ha. Mấy khôi thì xay cho nó nhuyễn ra như thế này. Rồi mình sẽ bắt lên bếp và mình nấu thêm một chút nữa để cho cái phần nhân này nó sệt lại như vậy nè. Đó. Mình sẽ trừ hao là khi cái đậu này nó nguội thì nó sẽ còn đặc lại hơn nữa. Rồi mấy khôi tắt bếp thì các bạn có thể cho vào đây thêm là dừa sợi nè, hoặc là hành phi, hành lá tùy ý. Ở đây thì mình sẽ cho thêm nho khô với lại cái quả cranberry khô luôn. Cái này mình cho vào mấy khôi thấy ăn cũng hay hay. Rồi mình trộn đều lên. Mình sẽ đợi cho phần đậu xanh này nó bớt nóng và chia thành từng phần nhỏ. Thì ở đây Mai Khôi đã chia được 11 viên nhân. Thì tùy theo các bạn muốn làm cái phần bánh trôi nước to hay nhỏ mà mình chia cái phần nhân này ha. Làm nhân xong rồi thì mình sẽ quay trở lại với cái tô bột. Bây giờ Mai Khôi sẽ nhồi sơ cái bột này để cho nó dẻo mềm lại nè. Rồi sau đó mình sẽ chia cái phần bột này ra. Thì mình có 11 viên nhân, mình sẽ chia làm 11 phần bột. Thì mỗi phần bột này Mai Khôi lấy là khoảng 53 g. Mình sẽ vê tròn rồi sau đó ấn dẹp xuống và cho cái phần nhân đậu xanh vào ở giữa rồi mình túm lại. Rồi mới khôi vê tròn xong cái viên chè trôi nước này nè. Đó, nếu mà các bạn muốn điều điệu làm cho cái viên chè trôi nước nó đẹp á, thì mình có thể tạo hình thành trái bí đỏ cũng được. Còn đây mới khôi chỉ vê tròn như thế này thôi. Sau khi làm xong thì mình còn dư một phần bột như thế này thì Mai Khôi sẽ vê thành từng viên bột nhỏ, mình làm giống như là viên chè ỉ vậy đó.
Rồi mình đã làm những cái viên chè xong rồi, bây giờ sẽ đem đi luộc nha. Mấy Khôi nấu cho nước nó sôi lên thì cho từng viên chè vào. Mình cho luôn cả những cái viên bột nhỏ vào và sau đó mình dùng đũa đảo nhẹ để cho những cái viên bột nó không có bị dính ở dưới cái đáy nồi á. Rồi mình sẽ đợi cho cái những viên chè này nó chín nha. Trong lúc đó thì mấy Khôi chuẩn bị sẵn một cái tô nước lạnh để lát nữa mình luộc xong mình sẽ cho những viên chè vào. Khi mà các bạn thấy những viên bột nó nổi lên trên mặt nước á, thì là nó chín rồi, mình sẽ vớt ra và cho vào trong tô nước lạnh. Những viên trôi nước, nhân đậu xanh nó cũng nổi lên chín rồi, mấy Khôi cũng cho vào trong tô nước lạnh luôn nè. Bây giờ mình sẽ nấu nước đường, mấy Khôi có ở đây là 1 lít nước. Mình cho vào đây là 150g đường. Mấy Khôi dùng là loại đường vàng, các bạn dùng đường trắng cũng được. Và lượng đường thì các bạn có thể gia giảm theo khẩu vị ăn ngọt của gia đình. Mình cho thêm vào đây là khoảng 5 cái lá dứa để cho cái nồi nước đường của mình nó thơm hơn. Cho vào đây thêm một chút xíu muối nữa nè. Mình sẽ nấu cho đường nó tan ra hết và cái nồi nước đường này nó sôi lên. Và khi nồi nước này nó sôi lên thì mình sẽ cho những viên chè trôi nước vào. Mấy Khôi cho vào đây là một ít gừng cắt sợi, mình dùng khoảng 15g. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho cái nồi nước này nó sôi lên nha. Nếu như mà nó có cái bọt á, thì mình sẽ vớt bọt bỏ đi. Khi mà nồi chè này nó sôi trở lại thì mấy Khôi sẽ nấu thêm khoảng 10 phút nữa để cho những viên chè nó thấm đường vào bên trong thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Mình chỉ để lửa liu riu cho nó sôi lăn tăn thôi. Và sau 10 phút thì mấy Khôi sẽ tắt bếp. Đây, cái nồi chè của mình bây giờ nó thơm lừng à. Mấy Khôi cho lên chén chè một ít mè rang vàng để nhìn cho nó hấp dẫn bắt mắt hơn và ăn nó cũng sẽ thơm ngon hơn. Voila, vậy là món chè trôi nước bí đỏ mấy Khôi đã làm xong rồi nè. Đây, chén chè lúc nãy mình múc ra nè. Trời ơi, nhìn nó hấp dẫn ha. Và bên cạnh đó thì mấy Khôi cũng có thêm chén nước cốt dừa. Nếu mà bạn nào thích ăn chè trôi nước mà có vị béo béo á, thì có thể chan thêm nước cốt dừa lên để ăn cùng. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái viên chè trôi nước nha, để xem cái độ mềm dẻo của viên chè sẽ như thế nào. À, cái nước cốt dừa thì mấy Khôi cũng đã chia sẻ nhiều ở những video về món chè rồi, các bạn có thể tìm xem lại tham khảo thêm ha. Giờ để mấy Khôi lấy cái muỗng mình ấn cái viên chè xuống cho các bạn thấy nè. Đó, cái bột của nó mềm dẻo lắm. Chè này thì mình ăn khi nó còn ấm nóng sẽ ngon hơn nha, và trời lạnh lạnh á thì mình ăn ấm nóng kiểu cũng ấm lòng nữa. Đây, mình lấy ra một cái nhân nó dẻo bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử ha, mời các bạn nha. Cái lớp vỏ bên ngoài thì mềm mềm dẻo dẻo, phần nhân bên trong thì bùi bùi của đậu xanh, thêm cái vị chua chua ngọt ngọt của nho khô với lại cái trái cranberry khô nữa. Rồi thêm cái mùi thơm của gừng, mùi thơm của lá dứa nó quyện lại nữa. Trời ơi, ngon lắm luôn á. Nói chung mùa này thì ở đâu chợ nào mình thấy bán bí đỏ cũng rất là nhiều. Mình có thể mua về ngoài nấu canh, nấu súp thì mình có thể dùng làm chè đó, tạo những cái viên chè màu vàng vàng rất là hấp dẫn. Thì nếu bạn nào muốn làm món chè trôi nước bí đỏ giống Mai Khôi thì vào bếp cùng làm với Mai Khôi nha. Bây giờ thì Mai Khôi xin được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, biên tố.